Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách để phân tích các cái chỉ số trong cái tài khoản quảng cáo của mình, làm sao để biết được là cái với những cái chỉ số đấy thì quảng cáo của mình nó có còn hiệu quả hay không, và mình có nên tiếp tục chạy quảng cáo tiếp tục những cái chiến dịch của mình hay không, hay là mình nên tắt nó đi. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em trong cái video hôm nay trong thực hành cụ thể ở trong cái tài khoản quảng cáo của mình luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ giúp anh em phân tích các cái chỉ số quảng cáo trên cái tài khoản quảng cáo của mình, để làm sao giúp anh em hiểu được là những cái chỉ số quảng cáo nào trong các cái chiến dịch của mình là nó hiệu quả, những cái chỉ số nào mình cần phải theo dõi, và những cái chỉ số này nó thấp hay nó cao thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch của mình, và cái nào khi nào thì mình nên tắt cái chiến dịch đấy đi, hoặc là khi nào thì mình nên nâng ngân sách nó lên. Thì bây giờ anh em sẽ theo dõi mình sẽ chia sẻ từng cái phần một, từng cái chỉ số một nhé. Đầu tiên, để theo dõi những cái chỉ số quảng cáo theo cái yêu cầu của mình ấy, thì anh em sẽ vào cái phần này. Đây là những cái Facebook nó mặc định nhé, mặc định là cái hiệu quả của quảng cáo. Thì anh em sẽ vào đây và anh em thiết lập, anh em vào cái cột thiết lập này đây. Rồi anh em vào đây để anh em chọn những cái chỉ số mà anh em muốn theo dõi. Ví dụ mình chạy tương tác thì mình sẽ chọn những cái mục tương tác này, ví dụ như là những cái khách hàng tương tác với trang này để mình theo dõi, thì mình sẽ chọn những cái chỉ số đấy, ví dụ như là tỷ lệ kết quả này, tần suất này. Khi anh em tích vào đây thì nó sẽ sang phần này, nó sẽ nhảy sang phần này để nó tạo cho anh em một cái bảng theo dõi các cái chỉ số theo cái tối ưu theo cái cá nhân của mình nhé. Ví dụ như anh em chạy tương tác thì nó sẽ khác, chủ yếu chạy tương tác thì anh em quan tâm đến những cái số lần hiển thị này, số tiền chi tiêu này, rồi những lượt bình luận này, rồi CPM này, rồi chi phí tiếp cận này. Đấy là những cái anh em nên thêm nó vào. Đây, ví dụ mình thêm hết những cái chỉ số này vào. Những cái chỉ số mà mình muốn theo dõi thì mình sẽ thêm nó vào. Rồi, ví dụ chi phí trên mỗi lần tương tác với trang thì Facebook nó có rồi, nếu mà anh em chạy mục tiêu là tương tác nên mình không cần thêm nữa. Rồi mình muốn thêm những cái quan hệ với những cái khách hàng mà đã gửi với tin nhắn qua cho Messenger cho mình, thì mình sẽ theo dõi nó trong phần này, quan hệ kết nối mới qua tin nhắn này, thì mình sẽ tích nó vào. Rồi những cái ở bên dưới số phần cái click này, thì đối với một số anh em mà chạy mà chuyển đổi thì anh em nên quan tâm, ví dụ như là những cái tỷ lệ nhấp vào liên kết này, rồi những cái tỷ lệ nhấp vào liên kết khác nhau này, rồi những cái nhấp ra ngoài này, cái đấy là những cái mà anh em, những cái chỉ số mà anh em chạy chuyển đổi nên quan tâm. Ở đây mình sẽ phân tích và hướng dẫn chung thôi nhá, thì mình sẽ không chia sẻ sâu vào từng cái mục tiêu quảng cáo một, mà mình sẽ phân tích dựa trên các cái chỉ số chung, rồi cái CPC này dựa trên những cái lần nhấp này. Đấy là những cái mà anh em chạy chuyển đổi anh em cần phải theo dõi, thì anh em sẽ thêm nó vào. Rồi trong cái phần bổ sung này anh em không cần quan tâm, không cần thêm nhé, mình chỉ thêm những cái chỉ số cơ bản thôi. Ở dưới này thì nó có tên tài ID tài khoản, tên tài khoản này, tên chiến dịch này. Thật ra những cái này mình chỉ cần theo dõi những cái cơ bản thôi. Ví dụ như anh em nào mà chạy cùng một cái tài khoản, anh em chạy nhiều cái chiến dịch khác nhau, ví dụ anh em sử dụng nhiều cái tài khoản, anh em muốn nhớ cái thông tin chiến dịch mình chạy ở tài khoản nào, thì anh em có thể thêm cái ID tài khoản vào để mình nhớ thôi. Rồi cái này là những cái thông tin bổ sung, ví dụ như ngày mình tạo quảng cáo, ngày kết thúc, rồi khi nào thì mình sửa đổi. Ở đây thì sẽ là mục tiêu, ví dụ như là ngân sách, lịch chạy, rồi mục tiêu chạy quảng cáo, mục tiêu ví dụ như anh em chạy tương tác hay tin nhắn đó. Rồi những cái dưới này thì anh em không cần phải thêm đâu nhé, những cái này là cái phụ thôi. Anh em nào muốn theo dõi cái chỉ số nào thì anh em có thể thêm vào. Sau khi anh em thêm vào rồi thì anh em bấm vào đây để lưu lại cái giá trị của mình, ví dụ mình lưu theo cái tên của mình để mình nhớ, hoặc là để mình theo dõi cho nó dễ. Thì ở đây mình lưu rồi nên mình không chọn nữa. Mình sẽ vào mình phân tích từng chỉ số một để giúp anh em theo dõi. Đầu tiên thì cái tên chiến dịch này, đây là tên các cái chiến dịch mà anh em tạo. Rồi đến cái này là phân phối, tức là quảng cáo của mình đang tắt này.
Cái phần ngân sách này thì anh em không cần phải nói nhiều nhé, vì cái này là ngân sách anh em để cho từng chiến dịch này. Rồi kết quả này là nó sẽ dựa theo cái mục tiêu chiến dịch của anh em. Ví dụ anh em chọn là tương tác chẳng hạn, thì cái kết quả đây là cái số người tương tác với cái quảng cáo của anh em nhé. Rồi đây là cái quan trọng này, đây là cái cực kỳ quan trọng này. Đây là cái cực kỳ quan trọng này, cái số người tiếp cận được, cái số người tiếp cận được và số người hiển thị nhé. Ở đây anh em chú ý này, cái số người tiếp cận được đấy là cái số người mà quảng cáo của mình tiếp cận được. Tức là ví dụ như bây giờ mình tiếp cận được với 10 người chẳng hạn, thì tức là quảng cáo mình được phân phối đến 10 người. Vậy thì cái số lần hiển thị này tức là gì? Tức là quảng cáo của mình có thể trong 10 người này, quảng cáo của mình có thể hiển thị tới 10, 12, 15 lần hoặc là 20 lần chẳng hạn. Thì ở đây anh em sẽ quan sát này. Ví dụ như cái quảng cáo này của mình ở đây nhá, mình tiếp cận được là 303.923 người, nhưng số người tiếp cận được thì chỉ có 198.527 người thôi. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là quảng cáo của mình đang bị lặp lại. Có thể là ví dụ như một người có thể xem quảng cáo 2 đến 3 lần, tức là quảng cáo đang bị lặp lại. Cái việc mà lặp lại quảng cáo này ấy, thì nó dẫn đến cái việc đó gì? Giá chi phí, cái chi phí quảng cáo của anh em sẽ bị tăng lên và hiệu quả nó sẽ giảm đi, tức là anh em sẽ bán. Ví dụ thay vì hàng ngày anh em chạy 1 triệu, anh em bán được 50 đơn hàng chẳng hạn, thì bây giờ nếu mà cái quảng cáo bị lặp lại tăng lên thì 1 triệu anh em chỉ bán được 20-30 đơn hàng thôi. Tức là vì là cái quảng cáo của anh em tiếp cận đến cùng một người mà tiếp cận nhiều lần. Đấy, tại sao nó xảy ra trường hợp này? Bởi vì là khi mà anh em chạy quảng cáo ấy, đến một cái nhóm đối tượng nhỏ ấy, thì quảng cáo, ví dụ như quảng cáo Facebook nó sẽ chạy hết cái nhóm đối tượng đấy rồi, nhưng mà cái ví dụ chiến dịch của anh em vẫn tiếp tục và ngân sách vẫn còn, thì nó lại chạy lại cái nhóm đối tượng đấy chẳng hạn. Khi nhóm đối tượng hẹp quá thì cái tỷ lệ mà bị lặp lại này dẫn đến là cái khoảng cách giữa hai cái chỉ số này nó càng ngày nó càng xa nhau đó. Thì khi mà anh em chạy một thời gian rồi, anh em thấy cái chỉ số này này nó vượt xa nhau quá này, dẫn đến cái tần suất lặp nó cao, thì anh em sẽ là tắt cái chiến dịch này đi, anh em chạy đến một cái nhóm đối tượng khác, hoặc là anh em có thể là chạy lại những cái nhóm đối tượng này nhưng mà với một chiến dịch khác, để xem cái kết quả nó có cải thiện hơn không. Cái này tí nữa, lát nữa mình sẽ nói thêm ở trong cái phần mà tần suất lặp của quảng cáo. Rồi đến đây là cái chi phí, thì anh em chọn cái mục tiêu chiến dịch như thế nào thì cái chi phí ở đây nó như vậy. Ví dụ như ở cái chiến dịch này mình chọn là tương tác chẳng hạn, thì chi phí này nó sẽ tính trên mỗi một lần khách hàng tương tác. Anh em lưu ý nhé, đây là chi phí trên mỗi một lần tương tác, nhưng không có nghĩa là Facebook nó cam kết với anh em, Facebook nó không bán lượt tương tác mà nó bán lượt hiển thị. Vì vậy cái tương tác này ấy, nó đắt hay rẻ là do anh em, do cái vấn đề ví dụ như là nội dung sản phẩm của anh em có được tối ưu hay không, quảng cáo các cái chiến dịch của anh em có được tối ưu hay không. Đây là chi phí. Thì ví dụ như ở đây quảng cáo tương tác thì nó mình mục tiêu là tương tác, thì chi phí này nó sẽ tính theo lượt tương tác. Còn cái này mình chạy tin nhắn thì ở đây chi phí nó là 18.546 đồng trên một khách nhắn tin cho mình. Đấy, thì cái chi phí này Facebook nó tạo ra để giúp anh em theo dõi cái chi phí khách hàng tương tác thôi, chứ thực ra Facebook nó không có bán lượt tương tác mà nó bán lượt hiển thị. Rồi cái này là cái số tiền đã chi tiêu, tức là cái ví dụ nếu anh em xét ngân sách này, số tiền chi tiêu của một chiến dịch nhé. Ví dụ anh em xét ngân sách trọn đời thì anh em thấy ở bên này quan sát chạy 1-2 ngày thì mình thấy mình đã chi tiêu này bao nhiêu tiền rồi, nó có hiệu quả hay không. Ví dụ như chi tiêu quá nhiều tiền rồi, tất nhiên những cái chi phí khác nó rẻ, nhưng tiền mình chi tiêu quá nhiều mà đơn hàng không ra thì tất nhiên mình tắt, mình tạo chiến dịch mới hoặc mình tìm cách khác mình chạy. Chứ còn nếu mà mình cứ chạy, mình thấy mấy cái chỉ số này nó rẻ, nghe mấy ông bố láo thấy chỉ số này rẻ cứ kêu cứ chạy đi, chạy hôm nay nó không ra nhưng có thể là 5-10 ngày sau nó ra, cái đấy xin lỗi anh em nhé, không bao giờ có điều đấy. Nếu mà quảng cáo của anh em nhé mà chạy 4-5 ngày rồi không hiệu quả, anh em có chạy tiếp thì cũng chỉ có mà sấp mặt thôi. Rồi
Rồi, ở đây thì sẽ là cái này khi nãy mình chưa sắp xếp lại. Khi nãy mình chưa sắp xếp lại số tiền chi tiêu này. Ở đây là bình luận, thì thật ra là cái phần bình luận này thì ngày trước thì Facebook nó cho phép anh em theo dõi cả cái chi phí bình luận. Nhưng mà bây giờ thì Facebook nó bỏ đi rồi, mình thêm cái phần bình luận vào đây là để chia sẻ với anh em, để giúp cho anh em theo dõi được xem là một cái quảng cáo như vậy thì mình thu về được bao nhiêu bình luận, mình thu về được bao nhiêu tin nhắn, rồi ra bao nhiêu đơn hàng. Nếu mà bây giờ mình chạy mà bình luận ra ầm ầm, tin nhắn ra ầm ầm mà đơn hàng mình không bán được thì mình phải xem lại xem cái nội dung quảng cáo, cái sản phẩm của mình nó có ok hay không, chứ không mình cứ chạy tiếp thì lại sấp mặt nữa. Rồi, cái này là cái quan trọng này. Quan trọng Facebook nó tính tiền dựa trên cái CPM này. Tức là Facebook sẽ bán cho anh em 1.000 lần hiển thị với giá bao nhiêu. Chẳng hạn anh em thấy ở đây 1.000 lần hiển thị là Facebook bán cho mình với giá 29.187 đồng này, 25.000 này, 71.000 này, 30.000 này. Thì mình thấy một điều là gì? Khi chạy quảng cáo tin nhắn thì cái CPM này nó cao gấp đôi, gấp 3 lần mình chạy quảng cáo tương tác. Đấy, thì mình xem rằng là cái tin nhắn này có hiệu quả hay không. Nếu không hiệu quả thì mình cũng dẹp luôn nó đi, chứ để làm gì? Cái CPM này nó rất quan trọng anh em nhé. Nếu như anh em chạy, nếu mà bị giống như khi nãy mình nói, nếu mà chạy lặp lại nhiều thì CPM nó sẽ tăng lên. Anh em chạy vào cái thời gian cao điểm ấy, nhiều người chạy thì CPM này nó cũng cao lên. Cao lên là gì? Cao lên thì chi phí của anh em sẽ mất nhiều hơn. Và khi mà mức độ cạnh tranh cao thì tất nhiên là quảng cáo của anh em sẽ không ra hiệu quả đâu. CPM này càng cao thì quảng cáo càng không hiệu quả và anh em nên tắt nó đi. Tạo lại một cái chiến dịch mới, hoặc anh em có thể nghỉ một vài ngày chẳng hạn. Đấy, thì mình chạy quảng cáo vì ngày nào mình cũng chạy mà, cho nên những cái ngày nào mà quảng cáo tự dưng CPM nó cao vượt trội lên cả hàng trăm hoặc trăm mấy chục ngàn thì mình tắt nó đi, tạo chiến dịch mới. Nếu chiến dịch mới vẫn không hiệu quả nữa thì mình nghỉ một hai ngày chẳng hạn. Rồi, anh em lưu ý thêm một cái này nữa nhé, đó là chi phí, tức là chi phí trên 1.000 lượt tiếp cận được. Cái này mình cũng muốn anh em theo dõi này, tức là gì? Tức là cái khi nãy mà mình phân tích với anh em ấy, tức là số lần hiển thị thì nó sẽ tính trên cái CPM, còn cái số người mà mình tiếp cận được ấy nó sẽ tính trên chi phí này. Tức là nếu mà anh em tỷ số quảng cáo của anh em lặp lại nhiều quá thì cái chi phí này nó sẽ tăng. Chi phí này tăng cũng đồng nghĩa nói cho anh em biết rằng quảng cáo của anh em đang bị lặp lại, đang bị tiếp cận lại rất là nhiều. Đây anh em thấy này, bên này CPC là 171.000, bên này là 79.000, vì quảng cáo của anh em bị lặp lại cho nhiều khách hàng. Rồi, CPC tức là cái chi phí khi mà mỗi một lần mà khách hàng đối tượng nhóm khách hàng nhấp vào cái quảng cáo của anh em để xem cái quảng cáo của anh em, đây là cái CPC đó. Thì anh em cũng có thể theo dõi cái chỉ số này, thật ra nó cũng chỉ là cái chỉ số phụ thôi. Rồi, CTR tức là cái tỷ lệ nhấp, ví dụ như là có 1.000 người xem, 1.000 người mà quảng cáo của mình tiếp cận được này thì có bao nhiêu người là sẽ nhấp vào cái quảng cáo của anh em. Tỷ lệ này càng cao tức là quảng cáo của anh em có nội dung và hình ảnh hiệu quả. Tức là mình sẽ chưa biết sản phẩm như nào, nhu cầu khách hàng như nào, nhưng cái tỷ lệ CTR này nó cao, chứng tỏ quảng cáo của anh em đang hiệu quả nhé. Ví dụ như nó 10-15% là quá ngon rồi. Còn thường ví dụ mình thấy nhiều anh em, có những anh em chạy quảng cáo này mà nó còn lên 40-50% nữa. Mình chạy thì chỉ có 20-30% thôi, vì là chủ yếu là mình chạy tương tác cho nên cái chỉ số CTR này nó không cao lắm. Rồi, đến một phần cực kỳ quan trọng trong quảng cáo chính là tần suất. Thì anh em nhìn bên dưới này, tức là ở đây tần suất lặp của mình là 1,5, tức là tần suất lặp cao. Rồi, thường tần suất lặp anh em nên chỉ để nó ở 1,1 thôi, vì là cái quảng cáo này mình, tức là khách hàng, cái sản phẩm mà mình bán vòng đời nó ngắn, tức là khách hàng mua lại nhiều, cho nên cái tần suất lặp này mình vẫn chấp nhận nó để nó là 1,5 trên 1,5. Nhưng anh em lưu ý nhé, đối với anh em chạy tệp khách hàng rộng ấy mà tần suất lặp lên cao, hoặc là những cái tệp khách hàng hẹp ấy mà tần suất lặp lên quá cao mà đơn hàng không ra thì anh em nên tắt nó đi nhé. Chứ nếu mà anh em để tần suất lặp cao tức là anh em đang phải chi quá nhiều tiền mà để tiếp cận lại một cái nhóm đối tượng, như vậy thì nó sẽ không hiệu quả. Anh em lưu ý cái đấy. Rồi, cái này thì cái lịch kết thúc của quảng cáo thôi. Như vậy thì mình đã giúp anh em phân tích các cái chỉ số trong quảng cáo rồi, những cái chỉ số nào tăng thấp không hiệu quả như nào. Thì nếu mà anh em theo dõi mà thấy phần nào chưa hiểu thì anh em
comment ở dưới video, mình sẽ chia sẻ, mình sẽ giải đáp cho từng anh em ở bên dưới comment của video. Rồi, xin chào tất cả anh em.